Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Đê Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ha. Thì hôm nay vườn em giới thiệu cả nhà mình là 18 cây sứ Thái ghép ạ. Rồi, mình có cây số 1 ha. Cây số 1 là ghép giống Hera nha cả nhà. Trắng viền hồng, cây ba bo, củ trong chậu sứ chín lớn, 100 ngàn. Hera đang hoa rực rỡ luôn. Rồi, tiếp số 2. Số 2 là một cây ghép ba giống luôn. Ngọc Cô Nương, Huyền Thoại và Hồng Ngọc Cẩm Thạch nha. Có một bo Hồng Ngọc Cẩm Thạch. Cây này giống Ngọc Cô Nương là nhiều. Cây ghép 10 bo trong chậu C11, giá 250 ngàn. Cây ba giống nha cả nhà. Cái Ngọc Cô Nương là một giống mới của vườn em. Cái giống này là hoa nó cực kỳ rộ luôn ạ. Cái củ này hình hơi quái quái nè. Cái này mình dọn cái số rễ này đi là nó khoe cái bộ củ mình, cái nét đẹp nó ra nhiều hơn nha. Rồi, tiếp số 3. Số 3 là cây ghép hai màu nữa. Đây, mình nhìn cái dàn nụ này là của Tỏa Dương nha cả nhà. Màu vàng có lem đỏ, giống này có hương thơm. Tỏa Dương. Cây này là chơi Tết là khá là vừa luôn á. Và có sen vô là ba bo nha. Có ba bo Hồng Ngọc Cẩm Thạch, ba bo Hồng Ngọc Cẩm Thạch là xoay vòng. Ghép xoay vòng hết nha, ghép cái tầng thấp hơn. Cái này ghép dạng hai tầng luôn á. Củ thì cơ bắp, củ này bao đẹp luôn nha, cơ bắp. Cây ghép 8 bo trong chậu C12, giá 300 ngàn. Hai màu nha, màu hồng và màu vàng. Rồi tiếp số 4. Số 4 là một em hàng VIP của quái nữa nè. Trong cái video này là hàng VIP nhiều. Đây, cây trong chậu C12 nha, củ quái. Củ bên đây ha. Ghép là cần ruộng 15 và Hồng Ngọc Cẩm Thạch. Rồi, cây được ghép 11 bo, giá 250 ngàn. Rồi, tiếp số 5, kim phát. Kim phát củ này hơi quái luôn nè cả nhà. Rồi, kim phát ghép 5 bo nha, giá 200 ngàn, C11. Tiếp số 6. Số 6 một củ khủng nữa, ghép 7 bo. Cây này giống mảnh long nha cả nhà. Mảnh long màu đỏ nha. Đỏ có vàng ngoài, viền vàng ngoài nè. Mảnh long. Cây giá 500 ngàn ghép 7 bo. Cây này là về mình trồng sang gia chậu 7 tấc nha cả nhà. Rồi tiếp số 7. Số 7 là mảnh long 3. Màu vàng có viền. Cây đang vô nụ nha. Nụ bằng ngón tay. Cây ghép 11 bo, 250 ngàn. Cái lô hôm nay trong cái video này đa số hàng VIP là nhiều. Hàng này mình chơi Tết. Hiện nay thì em giao hàng bằng hai phương thức, đi Tô Châu và đi bưu điện nha cả nhà. Nếu những ai gần nhà xe Tô Châu thì mình nên gửi hàng đường xe Tô Châu ha. Thì cây gì sẽ chơi Tết được luôn. Rồi tiếp số 8 nè. Số 8 là Vĩnh Lộc 44. Vĩnh Lộc 44 là có ghép vô một bo Hồng Ngọc Cẩm Thạch nha. Hồng Ngọc Cẩm Thạch, ba lớp màu hồng, lá cẩm thạch. Đây, con này Vĩnh Lộc 44 nè, cây đang vô nụ nha. Cây này cái tàn là bao đẹp luôn, xòe da tròn đều. Củ thì hình quái nè. Cây được ghép 11 bo, 250 ngàn, C11. Em tiếp số 9. Số 9 là một em củ quái nữa. Hôm nay cả nhà ai yêu cái hàng quái thì mình vô xem cái video này ha. Đây. Khi mình chọn mua cây, những cây củ quái thì cứ kết nối Zalo với bên em sẽ chụp gửi hình cho mình coi kỹ hơn lại một lần nữa nha. Cây số 9 này là giống rạng đông, ghép 13 bo, củ quái 250 ngàn. Số 10, Long Thành, ba lớp đỏ. Long Thành đang vô nụ nha. Tàn xòe da tròn. Ghép 8 bo, 150 ngàn. Cái này cái củ hình. Tiếp củ quái nữa đó. Rồi tới 11, một em hàng VIP nữa. 11 là ghép tuyệt đỉnh, màu trắng cánh viền có hương thơm. Và trà mi 5 là màu đỏ. Cái này là tuyệt đỉnh, không có một bo trà mi 5 hả nha cả nhà.
Đây cái tàn cây nữa nè. Cũ nữa. Cây này ghép 11 bo giá 200.000. Cũ vô chặt chậu C11 luôn á. Cái bộ đế cây này rất đẹp luôn. Rồi tiếp 12, Kiều Mỹ. Hoa hai lớp. Một giống hoa rộ nữa nè. Ghép 10 bo 200.000. 13. 13 là một em củ quái. Chậu C12. Đây cái củ nữa nè cả nhà. Chậu C12 mà củ vô chặt chậu luôn này nha. Những ai thích sưu tầm hàng quái thì mình hãy vô xem cái video này ha. Đây An Lạc, 3 lớp nền vàng cam cánh viền hồng có hương thơm. Rồi cây ghép 10 bo 300.000. 14 Đại Mỹ Nhân. Cái củ này hình giống như một người đang ngồi cưỡi ngựa nè nha. Phần đây là thân người ngồi phía trên nè. Đây cưỡi con thú nha. Rồi Đại Mỹ Nhân là một mặt hoa năm cánh trắng viền đỏ nha. Đây tàn cây của mình xè ra tròn. Cái lô hàng VIP này chơi Tết này thì em chọn cái nguồn ha. Nguyên liệu là tán đẹp. Rồi củ quá nha, 10 bo 250.000. Em tiếp 15. 15 là ghép 3 giống nữa. Camellia, một giống hoa màu hồng xoay hoa cực to và rất rộ luôn. Xoay hoa nó nè cả nhà. Rồi, và giống sĩ thư nha. Sĩ thư 3 lớp màu trắng cánh viền hồng. Và có ghép vô một bo của Quỳnh Chi là màu trắng viền hồng nữa. Hai loại trắng viền hồng mà mỗi hoa mỗi nét nha cả nhà. Cây này thì củ quái nè, mình xem lại cái tàn nó một lần như đây nữa ha. Rồi xuống củ đây. Cây mình được ghép 9 bo nha. 9 bo 300.000. Rồi 16. 16 là nguyệt cát, hoa 3 lớp, nền trắng gân đỏ, một giống hoa rất rộ và hương thơm đậm luôn. Cây trong chậu C11, ghép 5 bo 120.000. 120. Và em tiếp 17, 17 là An Lạc nè, An Lạc. Cây này thì em cắt lấy giống ghép rồi nay nó bung tự lên lại nha. Giống này hoa cũng cực rộ nữa nè, thơm. Cây trong chậu chính lớn, giá 60.000, số 17, 5 bo. 18 là một lô hàng thanh lý. Cây nào có sẹo thì em sẽ báo có sẹo. Rồi, lô này là số 18, 5 cây, 5 giống. Giá của mình là 200.000. Trong cái lô này là có 2 cây là, 3 cây là có hương thơm luôn cả nhà. Rồi, lô 18 là cây đầu tiên, Poseidon. Củ này khá là đẹp luôn nè, củ quái nha. Nó bị cái sẹo đây nha cả nhà, cái sẹo đã lành rồi nha. Ghép Poseidon, hoa màu hồng xoay to và có hương thơm. Poseidon này là được ghép 2, 4, 6 bo nha. Cây củ sẹo 6 bo, tự dài. Rồi tiếp số 18 nữa là Long Thành, 3 lớp đỏ, cây này tự dài. Ai yêu chiếc zin về chiếc liền được luôn, 6 bo luôn, chậu chính. Tiếp Xuân Phúc. Xuân Phúc 3 lớp đỏ đậm, tựa khá là dài, cây 6 bo. Cây này là bị sẹo nha cả nhà, sẹo đã lành. Trong chậu C10 luôn á. Rồi em tiếp nữa, cây số 18 nữa là Nguyệt Cát, một giống có hương thơm đậm. Củ này là bao đẹp luôn nè cả nhà. Cây này thì em cắt giống rồi nay nó bung lại nha. Củ hình quái lắm nha, củ già hình quái. Củ to chặt chậu chính lớn luôn. Rồi còn cây cuối của lô 18 là Cam Thảo. Cây này cũng cắt giống nó bung lên lại. Cam Thảo này cái củ hình quái nữa nè. Nó bị chạy ở đây nha. Bị con ốc mà nó lên nó liếm chạy đây nè. Cái sẹo đó. Còn xanh này là do phun thuốc nó dính. Củ này quái nha. Cam Thảo này được ghép là 8 bo luôn. Cam Thảo là hoa màu vàng có lem đỏ, giống này là có hương thơm đậm luôn nha cả nhà. Cái lem lem, cái màu lem của nó có người kêu tím, có người kêu đỏ. Rồi trong cái lô này 200.000 năm cây mà mình có đến 3 cây là có hương thơm luôn á. Rồi hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 18, 17 cây và một lô hen.
Cả nhà mình xem trong cái hai lô hàng VIP này, mình cứ yêu thích cây nào mình muốn chốt đơn đặt hàng thì cứ gọi điện thoại theo số điện thoại em để trên màn hình á. Nhiều khi mình gọi vô thì máy em bận kẹt máy á, thì mình cứ nhắn tin ha. Mình nhắn tin mình chốt cây số mấy và mình để lại số điện thoại thì bên em sẽ liên hệ với mình để mà lấy thông tin gửi hàng. Hiện nay thì cũng sắp đến Tết rồi, thì bên em gửi hàng đi bằng đường xe Tô Châu nè và đi bưu điện. Nói chung hàng hóa lúc này thì người ta gửi hàng hơi nhiều thì đi hàng hơi chậm tí, mong cả nhà mình thông cảm cho em ha. Hàng đi Tô Châu thì cây sẽ để nguyên chậu luôn gửi hàng cho mình, hàng đến nơi nó sẽ nhắn tin và gọi điện, nhắn tin hoặc gọi điện mình ra trạm nó nhận cây. Còn đi bưu điện thì cây sẽ nhổ ra, dũa sạch đất, đóng thùng về mình trồng lại và hàng nó giao tận nhà luôn. Rồi, cả nhà ai chưa bấm đăng ký kênh của em thì mình hãy bấm đăng ký á, để vừa ủng hộ kênh vừa đón xem những cái video mới của em đăng lên giới thiệu cả nhà. Và khi mình về trồng chăm sóc cây, có gì mình cần tìm hiểu thêm về cách chăm sóc cây thì cứ kết nối Zalo với bên em thì bên em sẽ hướng dẫn và tư vấn cho mình thêm ha. Rồi, một lần nữa em xin cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều.